1001 câu chuyện. Hai cái đứa này sao mà nó lề mề, đã bảo hẹn đi chơi mà tới giờ vẫn chưa thấy nữa. Hay, chắc là điệu đà gì đây mà. Đi chơi mình đã bao cho tụi nó rồi mà tụi nó còn câu thời gian nữa. Hello, hello, tụi tôi đã đến rồi đây. Xin lỗi bà nha, tại tụi tôi phải chuẩn bị rất là nhiều thứ cho nên là đến trễ tí xíu. Tôi biết mà, lần nào đi tôi cũng phải là người đợi hai bà hết trơn á. À, mà bà nhớ là cái chầu này bà nói bà bao cho tụi tôi á nha. Hey, bận gần chết mà nghe bao hả? Cho nên là tôi phải tranh thủ thời gian rảnh rỗi để đi chơi với hai bà nè. Được rồi, tôi nói là tôi bao mà. Với lại chơi xong tôi sẽ dắt hai bà về nhà tôi, giới thiệu nhà tôi cho mấy bà coi nè. Chắc là nhà bà giàu lắm đúng không? Nhìn là biết rồi, đi chơi toàn bà bao thì chắc hẳn nhà bà rất giàu. Chơi cái này đi, chơi cái này đi. Tôi thấy tôi thích cái này nè. Ừ, cũng được đó. Thôi tụi mình chơi này đi nha Tóc Nâu. Rồi, hai bà muốn chơi cái gì thì cứ thoải mái đi nha. Tôi nói là tôi lo hết mà. Chơi xong rồi, giờ mình đói rồi. Hay là mình kiếm cái gì ăn đi. Tất nhiên là phải kiếm cái gì ăn rồi. À, mà chầu này cũng là Tóc Nâu lo đó nha. Chứ tụi tôi không có mang tiền theo đâu á. Kiếm cái nhà hàng nào mà xịn xịn đó. À, đúng rồi, kiếm cái nhà hàng nào xịn xịn. Ba đứa tụi mình vô ăn, nhưng mà nói chứ hôm nay nghe bà bao cho nên là ba đứa tụi mình á hả cùng nhau đi ăn mà hai đứa tôi á thì không có mang tiền. Rồi rồi, tôi biết rồi, có lần nào đi chơi đi ăn mà tôi để cho hai bà bao bao giờ đâu, không cần phải nhắc. Đó là thói quen của tôi rồi. Ủa, mẹ tôi đâu rồi ta? Đây là nhà tôi nè. Xin lỗi hai bà nha, dắt bà hai bà thẳng vô cái phòng bếp luôn. Tại vì tôi mất kiếm mẹ tôi đó. Trời, đây chính là phòng bếp thôi đó hả? Phòng bếp mà đẹp dữ vậy nè. Trời ơi, nó to gấp đôi á cái phòng khách nhà tôi á chứ giỡn hả? Trời ơi, quá trời rượu luôn, quá trời thiết bị dụng cụ, thật là tiện. Bởi tôi nói bả, nhà giàu đại gia mới có tiền mà khao hai đứa mình chứ. Ủa, mà Tóc Nâu, tôi thấy có ai lấp ló ngoài cửa nhà bà kìa. À, là cái con nhỏ hàng xóm, nó mới chuyển về đây nè. Nó hả, cứ qua đây rình rập tôi hoài à, mà tôi không thích chơi với nó. Tại nhìn nó cứ bần bần hẹn hẹn sao á, nghĩ sao mà tóc màu xanh lên xanh dương, lão quá à, thôi tôi không chơi nữa đâu. Ừ, mình chào ba bạn nha. Ba bạn có thể nào cho mình chơi chung được không? Ừ, mình mới chuyển tới cũng không có bạn bè. Với lại mình thấy bạn Tóc Nâu á cũng rất là xinh xắn dễ thương, cho nên mình muốn kết bạn nhưng đều bị từ chối. Thật mắc cười quá. Tôi thấy từ tóc cam tôi đã lạ lắm rồi, không ngờ có người còn lạ hơn tôi. Nghĩ sao tóc xanh, người gì vậy? Người ở trển hả? Thì đó, bởi vậy tôi đâu có chơi với nó đâu. Mà nó cứ tè tè tò tò theo tôi riết hả? Đủ hoài á mà cũng không chịu nghe. Mà thôi, kệ nó đi. Bây giờ tôi dắt hai bà qua bên phòng của tôi nè. Đây là phòng riêng của tôi á. Đây, đó. Hai bà thấy phòng của tôi đẹp không? Cha, đúng là đại gia có khác thôi kìa. Sách cũng có từng ngăn luôn. Trời, nào là máy in, nào là laptop. Trời ơi, giống y như là một cái phòng làm việc vậy á. Trông xịn sò quá à. Thôi, ước gì á mình cũng được như bạn ấy ha. Thôi được rồi, hai bà đừng có khịa tôi nữa. À, mà con nhỏ tóc xanh kia, ai cho mày vô đây hả? Tao chỉ đủ tóc cam với tóc vàng thôi mà. Tại sao mày lại dám vô đây? Ờ, mình xin lỗi, tại vì mình chỉ muốn chơi chung với ba bạn thôi à. Ba bạn có thể nào cho mình chơi chung được không? Đã nói không là không, làm ơn đi ra ngoài giùm đi. Người gì đâu á, mà hả, lì gì đâu, nó hoài mà không chịu nghe. Thôi, tụi mình đi chơi tiếp đi, mặc kệ nó. Mà đợi xíu, tôi đi thay đồ tiếp đây. Con nhỏ tóc nâu này đúng là ngu thiệt ha. Đi chơi toàn bị hai đứa mình lợi dụng mà không biết. Mà thôi kệ, dù gì nó cũng có tiền. Nó giàu có như vậy, mình tiêu bao nhiêu mà trả được. Đúng rồi, mình cứ chơi với nó đi. Khi nào nó hết tiền thì mình nghỉ chơi với nó. Sao? Sao hai bạn lại nói với tóc nâu như vậy? Tóc nâu đối xử rất tốt với hai bạn mà. Mình muốn chơi với tóc nâu mà không được. Nè, kệ tụi tao nghe chưa? Mày mà bếp xếp cái mồm á thì đừng có trách hai đứa tao à, biết chưa? Nhiều chuyện, nhà người ta đã không tiếp đãi mà sao cứ qua đây hoài vậy? Hay là có mua đồ ăn trộm ăn cướp gì trong nhà người ta đây? Đừng có thấy xe mà bắt hoàng làm họ, thấy tóc nâu giàu rồi muốn chết chung cái gì? Không có cửa đâu. Không có, mình không phải là người như vậy. Mình mới chuyển về đây không có bạn bè gì hết. Với lại nhà của tóc nâu cũng gần với nhà mình, cho nên là mình chỉ muốn kết bạn. Với lại thấy tóc nâu cũng dễ thương. Nhưng mà không ngờ là tóc nâu lại ghét màu tóc mình đến vậy. Thôi thôi, đúng rồi, ai kêu tóc bằng quá làm gì. Mà thôi, tụi tao đi chơi đây, đừng có bám theo đó nghe chưa. Bị chửi rồi lại mang nhục ra. Ê, sao dạo này tôi thấy bà Tóc Nâu ít rủ hai đứa mình đi chơi ta? Hay là sợ tốn tiền? Không có đâu, chắc là bà bận đó. Bây giờ bà không rủ hai đứa mình thì tự hai đứa mình chủ động rủ bà xem sao.
Mình rủ thì mình phải tự trả tiền. Thôi không rủ đâu. Trời ơi, lo quá à. Lần nào mà bà không trả tiền cho hai đứa mình, riết rồi thành thói quen, bây giờ mình cứ rủ đi. Chết rồi, bây giờ làm sao ta? Tóc vàng, tóc cam, rủ mình đi chơi. Nhưng mà dạo gần đây mình tiêu tiền nhiều quá, cho nên đã bị ba mẹ cắt mất tiền rồi. Làm sao đi chơi đi ta? À, mà thôi kệ, mình cứ đi đi. Bao nhiêu lần mình đi chơi toàn là bao cho hai đứa nó. Chẳng lẽ bây giờ có một chầu mà hai đứa nó không bao mình? Ây, hôm nay chơi vui thiệt, đã ghê. À, mà tính tiền đi kìa, để người ta đợi. Đúng rồi đó tóc nâu, tính tiền đi kìa. Hôm nay hai bạn có thể trả tiền cho mình được không? Tại vì mình bị ba mẹ cắt tiền sinh hoạt bởi vì tiêu tiền quá nhiều. Cái gì? Kêu hai đứa này trả tiền cho bạn á hả? Bạn nghĩ sao vậy? Mỗi lần là bạn trả tiền mà. Hay là keo kiệt tiết tiền với tụi này? Không có, mọi lần mình vẫn trả tiền cho hai bạn được mà. Tại vì tháng này mình tiêu tiền nhiều cho nên bị ba mẹ cắt tiền sinh hoạt rồi. Trả cho mình lần này đi, dù sao mấy lần trước cũng toàn là mình bao hai bạn. Thôi thôi, hiểu rồi. Vậy á bây giờ hả, kể công là trả tiền cho hai đứa này chứ gì? Đúng là một người bạn không tốt, người bạn xấu xa. Thôi, hai đứa mình tự trả tiền cho hai đứa mình. Khỏi để còn nó hả, nó muốn làm gì thì nó làm, không có liên quan gì tới tụi mình hết trơn á. Hèn gì dạo này ít thấy rủ hai đứa này đi chơi, thì ra hả là keo kiệt. Thôi, tụi mình đi tính tiền cho hai đứa mình rồi đi về. Từ nay đừng có mà gọi điện thoại cho hai con này rủ đi chơi nữa nha chưa, bực mình. Sao hai bạn lại đối xử với mình như vậy? Lâu lâu trả cho mình một lần không cũng không được hay sao? Ê, thôi được rồi tóc nâu, để mình trả cho bạn. Ủa tóc xanh, sao bạn ở đây? Mình thì lúc nào chả đi theo bạn, tại vì bạn không thấy thôi. Mình ở nhà buồn cho nên là cứ lẻo đẻo núp ở đằng sau á, nhìn mấy bạn chơi vui cũng thích. Thôi bạn đừng lo, để mình trả tiền cho bạn nè. Ủa tóc xanh, tóc xanh không giận tôi sao? Tôi đã chửi mắng xua đuổi tóc xanh cơ mà. Tôi còn không muốn làm bạn với tóc xanh nữa, vậy mà bây giờ lại cũng trả tiền cho tôi. Không có gì đâu. Mà nè, tụi tôi á, tôi á thấy hai người kia không có tốt với tóc nâu đâu. Hồi hôm trước tôi có nghe được câu chuyện giữa hai người đó nói với nhau á, hai người đó chỉ muốn lợi dụng tóc nâu thôi à. Nhưng mà tôi không dám nói, sợ tóc nâu sẽ không có tin tôi. Hay, cũng tại tôi biết mà tôi cứ cố tình gia vô. Chơi bời gì mà toàn là tôi bỏ tiền ra không à. Cho nên tôi tiêu nhiều quá, ba mẹ không cho tiền tôi xài nữa. Buồn thiệt, từ nay là hết tiền đi luôn chơi luôn. Thôi, tóc nâu đừng lo. Vậy từ nay tóc nâu có đồng ý kết bạn với tôi không? Đi chơi đi đâu tôi sẽ lo cho tóc nâu nè. Mai mốt tóc nâu có tiền lại rồi lo ngược lại cho tôi. Được chứ, tóc nâu không, tóc xanh không giận tôi chơi với tôi là tôi mừng lắm rồi. Tôi cảm ơn tóc xanh nhiều nha. Thôi bây giờ tụi mình trả tiền rồi hai đứa mình đi về. Bà về nhà tôi chơi nha, tôi sẽ đãi cho bà một chầu thức ăn ngon luôn. Bây giờ tiền không có nhưng mà đồ ăn tôi nhiều lắm. Thích thiệt. Vậy là bây giờ tôi đã có bạn rồi. Tôi cảm ơn nha tóc nâu. Thôi hai đứa tụi mình đi về. 1001 câu chuyện.